Chiều 5 tháng 1, đội quản lý thị trường số 12 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm đếm và niêm phong số lượng bao cao su và chất bôi trơn giả vừa được phát hiện thu giữ tại một cơ sở sản xuất nằm bên trong một con hẻm trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, sau thời gian theo dõi, sáng cùng ngày, lực lượng đội quản lý thị trường số 12 đã ập vào kiểm tra một ngôi nhà nằm trên đường DHT23, phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện rất nhiều sản phẩm bao cao su, chất bôi trơn giả, không có nguồn gốc xuất xứ, cùng nhiều máy móc, thiết bị, dụng cụ để sản xuất. Qua làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở là Trương Chí Thành, sinh năm 1991, khai nhận cơ sở hoạt động được khoảng 5 tuần. Cơ sở này nhập nguyên liệu để sản xuất bao cao su và chất bôi trơn theo hình thức thủ công, sau đó mua nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng như Durex, OK để đóng gói và bán ra thị trường để thu lợi bất chính. Ở đây nó sản xuất hai cái là sản xuất cái bao cao su với lại cái gen bôi trơn. Gen bôi trơn thì nó mua về cái bình này, cái hóa chất ở nó khai là mua với chợ Điện Biên, nhưng mà hóa chất này không có nhãn mác, không sản xuất, không ứng dụng. Thì nó mua về đây, nó bỏ vô máy, nó khuấy trộn, nó đóng vô keo nó bán. Nhưng mà trên cái sản phẩm của nó, trên hộp keo thì nó đóng là xuất xứ của Thái Lan và Malaysia. Còn cái bao cao su cũng vậy, nó mua cái bao cao su phế, các vỏ bao về đây thì nó tẩm cái chất bôi trơn này vô rồi nó đóng gói. Thì đóng gói những cái hiệu như là Durex, Sua, Innova, rồi nhưng mà xuất xứ thì nó ghi là của Thái Lan với Malaysia. Tổng cộng có đến 300.000 sản phẩm các loại đều không có nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ. Cơ quan chức năng nhận định, nếu không được phát hiện sớm, các sản phẩm này được đưa ra thị trường sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.